Rất vui được đồng hành cùng quý vị khán giả trong chương trình Sống An Nhiên, kênh thông tin hữu ích giúp nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Quý vị thân mến, chuột rút là một căn bệnh gây ra nỗi ám ảnh đau đớn cho người bệnh. Biểu hiện của chuột rút thường là co cơ, cứng cơ gây đau đớn, khó chịu, xảy ra đột ngột, mang tính chất cấp tính. Chuột rút sẽ làm hạn chế vận động hoặc ngừng vận động tức thời. Nếu xảy ra đúng vào lúc đang bơi hay hoạt động mạnh thì có thể rất nguy hiểm, thậm chí là dẫn đến mất mạng vì người bệnh không cử động được. Vậy đâu là biện pháp để xử lý tạm thời các triệu chứng chuột rút trong trường hợp khẩn cấp, giúp bảo toàn tính mạng và không gây nguy hiểm đến sức khỏe, cũng như cách điều trị về lâu dài để căn bệnh chuột rút này không dám bến mảng ghé thăm bạn nữa? Đó chính là điều mà Sống An Nhiên muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Một cơn đau chuột rút bắp chân thường kéo dài vài phút, mức độ nghiêm trọng của các cơn đau khác nhau. Trong một số trường hợp có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng trong một số trường hợp cơn đau kéo dài đến 10 phút. Chuột rút bắp chân thường xảy ra khi bạn đang nghỉ ngơi, phổ biến nhất là vào ban đêm khi ở trên giường và thường được gọi là chuột rút ban đêm. Chuột rút có thể làm bạn thức giấc và trở thành một điều cực kỳ khó chịu khi giấc ngủ thường xuyên bị quấy dày. Nguy hiểm hơn, có nhiều trường hợp chuột rút xảy ra trong quá trình vận động hoặc bơi lội vì tính chất bất ngờ nên đã cướp đi tính mạng của rất nhiều người. Người ta thường nghĩ bị chuột rút bắp chân hay gặp ở các vận động viên, ở những người hay phải vận động cơ bắp nhiều hoặc khi ngày hôm đó bạn phải vận động nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, có những lý do gây ra chuột rút mà bạn chắc chắn không thể ngờ tới. Đó cũng chính là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang tiềm ẩn những nguy cơ bệnh lý tiêu cực. 1. Cơ thể mất nước. Sự mất nước trong cơ thể sẽ dẫn đến mất cân bằng của các tín hiệu điện và ion. Vì vậy, tại thời điểm này, cơ thể không biết tín hiệu là từ não hay chỉ vì có sự mất cân bằng điện xung quanh tế bào, dẫn đến các cơ bị rối loạn và co rút không thể báo trước. 2. Giữ nguyên một tư thế quá lâu. Điều này dễ kiểm chứng nhất khi bạn phải ngồi làm việc hoặc đứng nguyên một vị trí trong thời gian lâu dài. Các bó cơ trong thời gian này bị căng ra và khi bạn đột ngột di chuyển, chúng bị co lại một cách bất ngờ, gây nên cơn chuột rút ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể như chuột rút lưng, bắp chân hay mông. 3. Dây thần kinh bị chèn ép. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến một dây thần kinh bị chèn ép như thoát vị đĩa đệm, viêm khớp, hẹp đốt sống và thắt lưng đều có thể gây kích thích dây thần kinh dẫn đến chuột rút. Nếu bạn có thể đi bộ ở tư thế hơi cong người, chẳng hạn như tư thế khi đẩy một giỏ hàng đi trước, sẽ giúp cải thiện và ngăn ngừa sự xuất hiện của tình trạng chuột rút. 4. Thiếu canxi khi mang thai. Sự thay đổi hormone trong thai kỳ khiến phụ nữ mang thai bị chuột rút. Triệu chứng chuột rút này thường xảy ra ở khu vực bắp chân và khởi phát vào ban đêm trong tam cá nguyệt thứ 2 và tam cá nguyệt thứ 3. Nguyên nhân khiến phụ nữ mang thai bị chuột rút bắp chân hoặc các cơ quan khác là do sự thiếu hụt canxi, phốt pho, magnesium do sức nặng và độ lớn của tử cung chèn ép vào các mạch máu ở chi dưới hoặc do các cơ ở chi dưới phải mang sức nặng của cơ thể do trọng lượng của thai nhi. 5. Thiếu máu, rối loạn tuần hoàn máu. Đây là lý do có thể gây chuột rút cơ. Thiếu máu nghĩa là bạn không có đủ lượng máu đến bàn chân, cánh tay và các bộ phận khác trong cơ thể, khiến bạn bị chuột rút bàn chân, cánh tay dẫn đến đau đớn. 6. Chuột rút chân tự phát. Trong hầu hết các trường hợp, nguyên nhân không được tìm ra. Một giả thuyết cho rằng chuột rút chân xảy ra khi một cơ bắp ở vị trí rút ngắn và bị kích thích co cơ. Khi cơ bắp bị rút ngắn, co rút tiếp tục có thể khiến cơ bắp bị co thắt. Điều này thường xảy ra vào ban đêm trên giường, như vị trí tự nhiên chúng ta nằm với đầu gối hơi cong, uốn cong và với bàn chân hơi chỉ xuống. Ở vị trí này, cơ bắp là tương đối ngắn và có thể bị chuột rút. Khi gặp phải những tình huống chuột rút bất ngờ, bạn hãy áp dụng theo các phương pháp dưới đây để nhanh chóng làm giảm triệu chứng của cơn đau. 1. Kéo căng giãn cơ, xoa bóp vùng chuột rút, dừng vận động, thả lỏng cơ thể để thư giãn phần cơ bắp đang bị co rút. Nhẹ nhàng xoa bóp phần cơ bắp bị đau, tốt nhất nên dùng dầu nóng thoa lên phần bắp đang bị co rút rồi xoa bóp nhẹ nhàng. Nếu chuột rút ở bắp chân, hãy kéo thẳng chân ra, đồng thời ấn mạnh phần cuối của bắp chân trên một mặt phẳng cứng hoặc gối trên nền nhà rồi duỗi thẳng chân cho phần bắp chân chạm nền. Nếu bị chuột rút ở đùi, hãy nhờ một người khác dùng tay đỡ gót chân để làm cho đầu gối thẳng căng, tay kia đồng thời ấn đầu gối xuống dưới, sau đó xoa bóp vùng bị chuột rút.
Nếu chuột rút ở bàn chân, hãy cầm đầu ngón chân kéo nhẹ rồi đứng dậy và đứng thẳng người một lúc nhưng không cho gót chân chạm đất, hoặc đứng thẳng trên nền đất lạnh, kéo các đầu ngón chân cho thẳng. Có thể dùng dầu xoa bóp vùng bị chuột rút, đồng thời bắt cơ bắp làm việc nhẹ nhàng đến khi hết chuột rút. Nếu chuột rút ở cẳng chân, bạn nên nhẹ nhàng vươn duỗi cơ theo chiều đối ngược, kéo đầu ngón chân và bàn chân lên cao hướng về đầu gối. Nếu bị chuột rút ở bàn tay, trường hợp này tuy ít xảy ra nhưng có thể gặp ở những người phải sử dụng bàn tay với động tác lặp đi lặp lại trong thời gian dài như nhà văn hay người chơi vĩ cầm, hãy kéo nhẹ các ngón rồi xoa bóp bàn tay. Nếu chuột rút ở cơ xương sườn, bạn phải hít thở sâu để thư giãn cơ hoành, đồng thời xoa bóp nhẹ nhàng các bắp thịt xung quanh lồng ngực. Đứng thẳng, uốn cong chân ngay đầu gối và kéo chân ngược về phía bụng, giữ mắt cá hoặc gót chân để cân bằng dựa vào tường hoặc ngồi trên ghế. 2. Làm ấm vùng bị chuột rút. Làm ấm là cách hiệu quả để loại bỏ sự căng cơ và đau. Sử dụng một miếng đệm nóng hoặc chai nước nóng áp vào chỗ bị chuột rút. Nhiệt sẽ giúp cải thiện lưu lượng máu. Tắm nước ấm cũng giúp thư giãn cơ bắp và giảm chuột rút, theo tạp chí Sức Khỏe đưa tin. 3. Đi chân trần kích thích mạch máu. Một cách khác là đi chân trần trên sàn nhà, cử động các ngón chân, tì lên ngón chân và kéo căng ngón chân ra. Những bước đơn giản này sẽ tăng tốc độ lưu thông máu và làm giảm cơn đau do chuột rút gây ra. Ngoài ra, để chứng chuột rút không dám bén mảng làm phiền bạn, ngay từ bây giờ hãy tuân thủ theo những nguyên tắc dưới đây. Uống đủ lượng nước cơ thể cần mỗi ngày, khoảng từ 6 đến 8 cốc, tương đương 1,5 đến 2 lít nước. Tập thể dục thường xuyên và khởi động kỹ trước khi tập luyện. Nên tạo thói quen tập thể dục cho đôi chân trước khi đi ngủ. Nên ăn nhiều rau trong các bữa ăn chính. Sau mỗi bữa ăn nên bổ sung các loại quả như chuối, mơ, cam, đu đủ, xoài. Thực hiện chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ các chất đạm, đường, béo, vitamin và khoáng chất. Tránh stress, tâm trạng căng thẳng quá độ vì nó có thể dẫn đến chuột rút. Quý vị thân mến, bên cạnh chuột rút thì tê bì chân tay cũng là một hiện tượng phổ biến khiến nhiều người khó chịu và gây cản trở cho chúng ta trong các hoạt động hàng ngày. Đặc biệt khi thời tiết trái gió trời trời, diễn biến của bệnh lại phức tạp hơn bao giờ hết. Trong cái giá lạnh của mùa đông, các mạch máu co lại, làm lưu thông kém, khiến chân tay càng đau buốt tê cứng. Các chuyên gia nghiên cứu cho biết, tình trạng tê nhức chân tay xảy ra là do khí huyết lưu thông kém, bất thông tắc thống. Nếu cảm giác tê tay xuất hiện với tần suất liên tục, điều đó chứng tỏ cơ thể bạn đang có vấn đề. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng theo dõi. Sống An Nhiên sẽ chia sẻ ngay sau đây. Các chuyên gia y tế cho rằng, tê bì chân tay có thể là triệu chứng của các căn bệnh nguy hiểm dưới đây. 1. Bệnh thiếu máu não cục bộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngón tay bị tê, thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt nếu bạn cảm thấy một bên cơ thể có cảm giác tê bì hay nghĩ đến căn bệnh này. Thông thường bệnh khởi phát đột ngột, diễn biến trong thời gian ngắn, đi kèm với các biểu hiện tay chân mệt mỏi, đau nhức đầu, choáng váng. Nếu xuất hiện triệu chứng trên, bạn cần được kiểm tra toàn diện để phát hiện những nguy cơ tiềm tàng gây hại cho mạch máu não. 2. Căn bệnh tiểu đường. Tình trạng tiểu đường nặng sẽ dẫn đến tổn thương dây thần kinh ngoại biên. Đây là nguyên nhân gây ra hiện tượng tê bì chân tay. Nếu không được chữa trị phù hợp, người bệnh sẽ xuất hiện nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Khi mắc bệnh, bạn cần lưu ý khống chế lượng đường trong mức quy định, bổ sung thêm các loại vitamin, phối hợp sử dụng dược phẩm cải thiện tuần hoàn máu. Khi đó, hiện tượng tê bì chân tay sẽ dần biến mất. 3. Bệnh lý đốt sống cổ. Bệnh thường gặp ở những người tuổi trung niên và một trong các triệu chứng đặc trưng là ngón tay bị tê cứng. Hiện nay, nhiều người trẻ tuổi cũng sớm mắc các bệnh này, đặc biệt là ở những người ngồi nhiều, ít vận động, tư thế ngồi không đúng hay thường xuyên cúi đầu sử dụng máy vi tính hoặc điện thoại. Tư thế sai trong một thời gian dài sẽ gây nên các bệnh lý như viêm đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống, phần đệm giữa các đốt sống bị tăng sinh hay phì đại. Khi các đốt sống bị biến dạng sẽ chèn ép lên dây thần kinh ngoại biên ở vùng cổ, gáy. Đây là nguyên nhân khiến bạn có cảm giác tê ở tay và các ngón. Bệnh còn có thêm các triệu chứng khác như vùng cơ ở cổ, vai gáy bị đau nhức, hai cánh tay bị tê hoặc sức vận động kém. Khi có các triệu chứng trên, bạn cần đến gặp bác sĩ để chẩn đoán chính xác tình trạng của căn bệnh. 4. Viêm dây thần kinh ngoại biên. Khi có các dấu hiệu ngón tay bị tê bì, đau nhức khó vận động, cơn tê xuất hiện đều ở hai tay, rất có thể bạn đã bị viêm dây thần kinh ngoại biên. Căn bệnh này xuất phát từ nhiều nguyên nhân nên biểu hiện lâm sàng cũng rất đa dạng. Nếu viêm dây thần kinh do trúng độc, người bệnh sẽ có cảm giác đau nhức. Nếu bắt nguồn từ chế độ dinh dưỡng và trao đổi chất, cảm giác tê bì, khó cử động sẽ rõ rệt hơn. Bệnh bình thường và diễn biến chậm nên hồi phục khó khăn.
Vậy để phòng ngừa căn bệnh tê bì chân tay, chúng ta cần thực hiện chế độ ăn uống như thế nào, cũng như xây dựng thói quen sinh hoạt và nếp sống ra sao? Dưới đây là lời khuyên của các chuyên gia y tế dành cho người bị tê bì chân tay. Chế độ dinh dưỡng tốt cho người tê bì chân tay. Không chỉ điều trị bằng các phương pháp điều trị bệnh xương khớp, việc kết hợp chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò rất nhiều trong việc giảm thiểu những cơn đau nhức, khó chịu cho người bệnh. Những trường hợp tê bì chân tay nên ăn gì? Dưới đây là những thực phẩm mà bạn nên bổ sung hàng ngày. 1. Chuối. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tê bì chân tay đó là cơ thể bị thiếu canxi, vitamin B1, B12. Vì vậy, người bệnh cần bổ sung những thực phẩm có chứa nhiều các chất dinh dưỡng này. Chuối là thực phẩm giàu canxi và magie, thích hợp cho những người bị tê bì chân tay. Bên cạnh đó, chuối cũng là thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng cho những người bị ốm mệt. 2. Súp lơ. Súp lơ hay còn gọi là bông cải, chứa rất nhiều dưỡng chất, thành phần bao gồm 3,5% protein, 26mg canxi, 1,4mg sắt, 349mg kali, cùng nhiều vitamin và các khoáng chất khác. Đặc biệt, súp lơ rất giàu canxi, magie, kẽm và phốt pho. Theo nghiên cứu, mức magie thấp trong cơ thể là một trong những nguyên nhân gây tê ở bàn tay và bàn chân. Magie là một trong những khoáng chất cần thiết nhất cho hơn 300 phản ứng sinh hóa trong cơ thể. Nó kiểm soát các rung động thần kinh, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, giải độc, sản xuất năng lượng và hình thành xương và răng khỏe mạnh. Vì vậy mà chúng giúp xương chắc khỏe, phù hợp với những người bị bệnh tê bì chân tay. Với nhiều thành phần vitamin và khoáng chất quan trọng, súp lơ giúp cải thiện tình trạng tê bì chân tay cực kỳ hiệu quả. 3. Cá. Nhiều người bệnh không biết bị tê bì chân tay nên ăn gì và kiêng gì. Ăn cá tươi mỗi ngày được biết đến là nguồn cung cấp vitamin D chất lượng cao duy nhất trong chế độ ăn hàng ngày. Với những người bị tê bì chân tay thì việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin D có trong các món ăn chế biến từ cá là rất cần thiết. 4. Nghệ. Nghệ có chứa một hợp chất gọi là curcumin, giúp cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể của bạn. Nghệ có tác dụng chống viêm, sẽ giúp giảm đau và khó chịu ở vùng bị ảnh hưởng. Các bạn có thể dùng bột nghệ để xoa bóp vào vùng bị tê bì để giảm đau hoặc bổ sung nghệ vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Một số lưu ý dành cho người bị tê bì chân tay. Xây dựng chế độ ăn uống khoa học, bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Không ngồi xổm, đứng một tư thế quá lâu hoặc ngồi làm việc trước máy tính laptop nhiều giờ ảnh hưởng đến tuần hoàn. Duy trì chế độ tập thể dục thể thao hợp lý, đều đặn nâng cao sức khỏe, sức đề kháng và cải thiện khả năng đàn hồi cho các cơ. Ngâm tay chân vào nước ấm và muối giúp lưu thông mạch máu, giảm tình trạng tê bì chân tay. Xoa bóp nhẹ nhàng tay và chân để khí huyết lưu thông. Không hút thuốc, tránh uống rượu bia, đồ uống có cồn, chất kích thích và caffeine. Luôn giữ ấm cơ thể khi trời lạnh, có thể dùng túi sưởi để sưởi ấm chân tay, giúp máu được lưu thông. Khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện ra những bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe khác. Ngâm tay chân vào nước ấm và muối giúp lưu thông mạch máu, giảm tình trạng tê bì chân tay. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Sống An Nhiên đã chia sẻ với các bạn những bí quyết giúp xử lý hiện tượng chuột rút cũng như tê bì chân tay, không chỉ là trong trường hợp khẩn cấp mà còn đem lại hiệu quả về lâu dài, từ đó giúp nâng cao sức khỏe tổng thể và đẩy lùi được nhiều loại bệnh tật khác nhau. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.